Thưa quý vị, ngày 16 tháng 17 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Bà Rịa Vũng Tàu, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tập đoàn RTD tổ chức hội thảo thực trạng ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam và Trung Quốc, các kinh nghiệm ứng phó bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vâng, dịch tả lợn châu Phi phát hiện chính thức tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2019, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh thành. Từ đầu năm cho tới nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong tình hình cần đảm bảo nguồn cung thực phẩm thịt lợn cho thị trường Tết Nguyên đán, việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi một cách hiệu quả đã trở thành nhiệm vụ cần thiết. Tại Trung Quốc, kể từ khi Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thôn Trung Quốc xác nhận đợt bùng phát đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh vào ngày 3 tháng 8 năm 2018, dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại 32 tỉnh, khu tự trị, đô thị, đặc khu hành chính. Đến nay, Trung Quốc đã phần nào kiểm soát hạn chế dịch tả lợn châu Phi lây lan. Do vậy là những kinh nghiệm được chia sẻ giữa hai nước là bài học cần thiết trong việc đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới. Trong đó áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, sử dụng vaccine một cách hiệu quả là một trong những biện pháp hữu hiệu. Chia sẻ về những kinh nghiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc phát triển vaccine cũng như những biện pháp hạn chế dịch tả lợn châu Phi, tiến sĩ Jin Chu Yan, tập đoàn Xinzhu cho biết, sau rất nhiều thử nghiệm cùng những khó khăn và các bài học kinh nghiệm, đến nay phương pháp cách ly và xét nghiệm đa chiều tạo một bức tường phòng vệ là phương pháp hiệu quả để phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Giờ đây, mô hình nhà máy chế biến thịt lợn trong tương lai của chúng tôi đã thay đổi. Chăn nuôi lợn nái tại chỗ, lợn được phối ngoài trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi tập trung. Trong đó các trang trại đều có lợn nái cụ kỵ, ông bà tại chỗ, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Hội thảo cũng ghi nhận các ý kiến chia sẻ của các nhà khoa học Việt Nam và các địa phương trong việc thực hiện các biện pháp an toàn, nhất là tiêm vaccine trong phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Tiêm vaccine nó mang lại 3 tác dụng. Thứ nhất là giảm cái xác suất nổ dịch. Nếu như tỷ lệ dương tính đạt trên 90% thì xác suất nổ dịch cũng sẽ tương ứng tầm đấy, là giảm được xác suất nổ dịch. Và thứ hai, nó giảm được cái mức độ lây lan trong trại, lây lan trong chuồng, lây lan trong trại để chúng ta có thể xử lý, có thêm thời gian để xử lý và làm đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học khác. Và thứ ba, nó giảm thiệt hại với những chuồng, những ổ chuồng mà đã được làm vaccine và tiêm vaccine. Cho nên sau khi tiêm vaccine thì vẫn cần thời gian 2 đến 4 tuần để đủ thời gian cho lợn sinh miễn dịch bảo hộ với những chủng thực địa. Và do đó là trong suốt thời gian này thì yêu cầu các vấn đề về an toàn sinh học cũng phải thực hiện rất là chặt chẽ. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao sự nỗ lực của các chuyên gia, nhà khoa học và công ty cổ phần AVAC Việt Nam, tập đoàn RTD trong việc sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi dưới sự chỉ đạo của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thứ trưởng mong muốn các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu trên lợn giống, lợn nái, học hỏi tiếp thu các thành quả của các nước trên thế giới để sớm khống chế được dịch tả lợn châu Phi. Và tôi cũng rất mong rằng chăn nuôi thú y Trung Quốc với chăn nuôi thú y Việt Nam phối hợp ngày càng tốt để chúng ta không những triển khai được cái nghị định thư với Quảng Tây mà cả với Trung Quốc. Đây tôi cho là một cái tiềm năng lợi thế rất lớn mà xưa nay chưa đặt vấn đề, không cách nào khác là chúng ta phải làm chính ngạch, mà chính ngạch mới bền vững. Để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 1097 CDTTG ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hội thảo với sự tham gia của các chi cục chăn nuôi thú y, sở nông nghiệp của các tỉnh thành sẽ góp phần lan tỏa những kinh nghiệm hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam. Miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước nói chung, đồng thời có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và phát triển kinh tế cửa khẩu. Nhằm tiếp tục phát huy những lợi thế này, sáng ngày hôm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An. Thảo dược, rượu men lá, rồi đến những vật dụng được sản xuất từ tre như cốc, chén, đũa là những sản phẩm ô cốp mang đậm bản sắc địa phương mà huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An muốn quảng bá đến người tiêu dùng thủ đô. Nét đặc sắc của những sản phẩm này là người sản xuất đã tận dụng những nguyên liệu có sẵn từ núi rừng của huyện miền núi, từ đó phát huy thế mạnh, phát triển kinh tế.
Cái lợi thế của huyện Con Cuông là có vườn quốc gia Pumat đóng trên địa bàn, thì với cái nguồn nguyên liệu là phong phú từ núi rừng, cho nên là bà con nhân dân ở đây là tận dụng rất tốt cả cái lợi thế đó, thì từ đó sản xuất ra các cái loại như là dược liệu, rồi là từ các cái loại dược liệu, rồi là các cái sản phẩm làm từ cây tre, cây mét, và các cái loại rượu thì làm từ các cái men lá ở trong rừng đó. Thì trên địa bàn đó là các cái sản phẩm thế mạnh và đặc trưng của địa bàn. Miền Tây Nghệ An gồm 11 huyện hành chính. Tỉnh Nghệ An xác định đây là vùng kinh tế trọng điểm, từ đó chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường đưa các nhà máy xí nghiệp lên các huyện miền Tây, đẩy mạnh gắn kết giữa sản xuất, chăn nuôi với chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, phục vụ công nghiệp chế biến như mía, chè, dứa, cây dược liệu, cây có múi. Và đây có 4 thành tố. Thứ nhất là phải phát triển miền Tây, phát triển về kinh tế, kinh tế rừng, kinh tế giải tán rừng, kinh tế cột khẩu, gắn với tài nguyên lịch sử văn hóa. Thứ hai là phải tăng cường cái sức chống chịu trong phòng chống thiên tai, cũng như là cái thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào. Và cái thứ tư nữa là phải làm sao mà đảm bảo để giải quyết các vấn đề xã hội, cũng như là giải quyết việc làm, quốc phòng an ninh, xây dựng. Chúng ta phải tiếp cận một cách tổng thể, một tích hợp liên ngành, đa ngành, vừa là khơi dậy cái tiềm năng từ cái thực vật bản địa, tài nguyên bản địa, cộng với văn hóa các cái dân tộc, cộng với cái cấu trúc cộng đồng xã hội, thì tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện của phía Tây Nghệ An. Tại tọa đàm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhấn mạnh xây dựng miền Tây tỉnh Nghệ An vững mạnh toàn diện và theo hướng xanh hóa vừa là yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh lâu dài của tỉnh Nghệ An, của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững đến năm 2030 nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của hệ thống nông nghiệp và lương thực thực phẩm của nước ta. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang hoàn thiện cơ chế để triển khai thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng là muốn chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm thành công, nước ta cần có những hành động cụ thể, những kiến thức cơ bản cần phải được triển khai đến từng hộ gia đình. Những sticker như thế này được người dân ở thành phố Hồ Chí Minh dán trên tủ lạnh. Đây là cách nhắc nhở mỗi thành viên trong gia đình về việc sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả. Chương trình do Ngân hàng Thực phẩm Foodbank Việt Nam tổ chức với mong muốn thay đổi được tư duy của mỗi cá nhân, hộ gia đình, tránh lãng phí thực phẩm. Tất cả những cái bên cũng phải liên quan, cũng tham gia vào, vì cái lượng người đói đang hiện nay đang rất là lớn và nó đang cần thiết để chúng ta nỗ lực cùng chung tay để giảm thiểu cái lượng thực phẩm này. Thực phẩm chúng ta đang dư thừa rất là nhiều ở trong các cái tủ lạnh của chúng ta, trong cái bếp cơm chúng ta, trong những bữa tiệc chúng ta rất là nhiều, thì chúng ta bằng những cái hành động cụ thể của mình. Từng gia đình mà quan tâm thì chắc chắn rằng là cái sự phát triển của cái lĩnh vực thực phẩm chúng ta nó sẽ được phát triển bền vững. Còn nếu như giả sử mà ý thức từ thế hệ trẻ khi mà đang giáo dục trong gia đình cũng như ở nhà trường, đang ngồi phổ thông ấy, mà chúng ta không có giáo dục cái này thì chắc chắn rất là khó khi mà các em vào đại học cũng như là sau khi ra trường, cũng như khi mà trở thành những người trưởng thành ấy, thì cũng rất khó đảm bảo được cái vấn đề là phát triển bền vững về cái này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng để phát triển thực phẩm bền vững thì chuỗi sản xuất cần được vận hành tốt, trong khi ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức khi chuyển đổi từ sản xuất số lượng sang chất lượng, từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với quan điểm đa mục tiêu, đa ngành. Cái giải pháp đầu tiên là chúng ta phải hoàn thiện cái cơ chế chính sách mà liên quan đến cái vấn đề phát triển, chuyển đổi cái hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch và trách nhiệm này. Cái thứ hai là chúng ta phải minh bạch trách nhiệm ngay từ cái việc mà chúng ta nguyên liệu sản xuất đầu vào. Tức là chúng ta phải hình thành nên cái chuỗi cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp một cách minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian tới Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thành lập đối tác chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và các tổ công tác kỹ thuật chuyên đề để hỗ trợ và phối hợp các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương triển khai kế hoạch hành động và huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các đối tác quốc tế và trong nước để việc chuyển đổi được hiệu quả và nhanh chóng. Sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khiến xuất khẩu tôm hùm bông ách tắc, đến nay người nuôi tôm hùm bông lại thêm khốn khó khi từ tháng 8 đến nay loại tôm này không thể xuất khẩu sang Trung Quốc.
Như bản tin Nông nghiệp 24 giờ đã đưa tin, cơ hội trở lại thị trường này cho con tôm hùm bông của Việt Nam càng xa vời hơn khi Trung Quốc sửa luật. Tại các cơ sở nuôi tôm với lượng tôm vẫn còn đang rất lớn và đang chờ xuất bán, giá cũng đang giảm mạnh khiến cho doanh nghiệp và người nuôi hoang mang. Hiện thị trường tiêu thụ yếu, giá tôm hùm giảm hơn 40% so với trước dịch. Loại tôm này rất kén khách, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc. Vì thế, việc Trung Quốc yêu cầu không được đánh bắt trực tiếp từ biển và phải có minh chứng quá trình nuôi rõ ràng, không sử dụng nguồn giống khai thác từ tự nhiên, con giống phải là thế hệ F2 khiến cho việc bán tôm hùm bông phục vụ xuất khẩu càng thêm khó khăn. Trung Quốc ban hành luật bảo vệ động vật hoang dã là việc làm tích cực trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên trên biển. Tuy nhiên, quy định này ngay lập tức đã gây khó khăn cho người nuôi tôm tại Việt Nam. Trước mắt là với sản lượng còn lại hiện nay chưa thể tiêu thụ. Theo nhiều chuyên gia, đã đến lúc phải cần tìm kiếm mở rộng thêm thị trường khác ngoài Trung Quốc, tăng cường tiêu thụ trong nước, đồng thời phải có những giải pháp bền vững là chế biến sản phẩm để đảm bảo gia tăng giá trị, tránh tình trạng thị trường ùn ứ, giá bị hạ. Ngoài ra, người nuôi cũng cần đa dạng các loại tôm như tôm hùm xanh, cá biển để thay thế tôm hùm bông khi gặp sự cố. Năm 2023 và những năm tới có một số yếu tố thuận lợi mang lại cơ hội và dư địa cho thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc. Đó là dịch COVID-19 đã chấm dứt, giao thương của Trung Quốc với thế giới hoàn toàn bình thường. Kinh tế Trung Quốc có tín hiệu tích cực, nhu cầu thủy sản đang hồi phục. Vị thế địa lý thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chi phí logistics cũng giảm và ít hơn so với các nước khác. Trung Quốc ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản sẽ thay thế bằng các nguồn cung khác, trong đó có Việt Nam. Một số chuyển dịch trong đầu tư kinh tế ở Trung Quốc cũng được coi là cơ hội cho thủy sản Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nhập khẩu. Giống như mô hình các nước phương Tây, dù có nhiều dư địa và lợi thế, nhưng để tận dụng phát huy tốt cơ hội từ thị trường Trung Quốc và tiềm năng của ngành thủy sản Việt Nam, hoạt động giao thương B2B cần phải được tăng cường hơn nữa. Trong đó, giao thương cấp địa phương cần được quan tâm, cần có sự trao đổi, chia sẻ thông tin về nhu cầu, quy định thị trường, đặc biệt là có những thay đổi về chính sách xuất nhập khẩu. Hợp tác thúc đẩy các quy định phê duyệt cấp phép cho các doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, duy trì thông quan thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, đồng thời cần tích hợp việc xây dựng các kho lạnh, cơ sở hậu cần để phục vụ cho giao thương nông sản Việt Nam-Trung Quốc, nhất là giao thương qua biên giới. Sau 4 tháng cắm cọc quây lưới nuôi trữ cá trên đồng nước nổi, thời gian này, nông dân Đồng Tháp bắt đầu thu hoạch những mẻ cá đầu tiên. Mặc dù con nước nhỏ hơn năm ngoái nhưng lượng cá thu nước thu hoạch khá cao và ghi nhận hiệu quả tích cực từ mô hình nuôi cá trên đồng mùa nước nổi tại đây. Những sọt cá nặng trĩu, mỗi sọt nặng từ 6 đến 10 kg trong buổi sáng đầu tiên sau hai đợt gỡ lưới từ 4 giờ sáng và 8 giờ sáng. Ông Bông cân được hơn 160 kg cá. Năm nay nước nhỏ, tưởng năng suất không cao nhưng kết quả thu được khiến nhiều nông dân bất ngờ phấn khởi. Thì năm nay thì cũng như ngày nay mấy tôi thu hoạch lần đầu tiên đó mà lượng cá thì thấy nó nhiều hơn mỗi năm. Mình có thu nhập được cái nó vui, cũng anh em mặn chung này nè cũng phấn khởi, ai cũng sốt sắng mà mặn hết trơn. Mùa nước này diện tích nuôi trữ cá đồng mùa nước của tổ hợp tác sinh thái Quyết Tiến tương đương năm ngoái khoảng 20 ha. Năm nay tổ hợp phát được dự án WWF hỗ trợ 300 kg cá giống mẻ hoa và mẻ sinh. Hỗ trợ nhiều loại cá lắm, các loại cá cho mình chọn hết như cá lóc, cá sặc rằn, đồ các loại mình muốn chọn thế nào mình chọn. Là điều mình thấy cái loại đó chưa có nuôi, năm rồi mình có nuôi mè dinh đó thì thấy nó cũng hiệu quả, nên năm nay mình làm theo cái mô hình năm rồi. Bị mình nuôi có hai thứ cá, mà cá ngoài bây giờ thì nó đủ thứ hết, một là cá chốt, rồi cá thác lát, cá sặc, rồi cá rô đồng, rồi cá lóc, rồi cá trê, cá lăng, đủ loại hết. Năm nay giá cá đồng mua tại ruộng giảm nhẹ so với năm ngoái nhưng vẫn luôn hút hàng. Cá nào cũng ngon, cá đồng nó ngon à. Mà đều dễ buôn bán. Gà cá chả với giữa người ta làm vậy làm. Còn miếng cá mắm mà có giá thì mình ra. Ngoài cá giống năm nay nông dân còn phát huy được kinh nghiệm dùng lúa chết nhừ cá đồng, thực hiện tốt ven lưới, giữ cá hạn chế thất thoát, nhờ thế sản lượng cá đạt khá cao. Là cái cá thì thiên nhiên thiệt nhưng mà cái kinh nghiệm cũng như năm rồi là mình trữ nó còn, mình nhử nó còn thiếu. Sót thì năm nay mình lấy cái kinh nghiệm đó mình làm nó cao hơn. Dù năm ngoái thì tổng thu hoạch luôn thì 160 triệu, bỏ lợi nhuận thì lại cũng được trăm mấy vậy đó, cũng 120, 130 vậy đó, chia ra đều cho năm anh em vậy đó. Sau những mẻ thu hoạch với những tín hiệu khả quan, những mẻ thu hoạch sau sẽ được tiếp tục đến khi đồng cạn. Những vụ nuôi trữ cá đồng cũng đang góp phần chuyển biến nông nghiệp sinh thái trên cánh đồng này.
do nông dân chuyển hướng sang trồng lúa hữu cơ, giảm phân thuốc để tạo thuận lợi nuôi cá khi mùa nước nổi.